Ok, hello. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh ITP Club Channel đến với video nhận định thị trường hàng ngày cùng với em Xuân Thủy. Chúc cả nhà mình có một buổi chiều tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc bên gia đình. Và cũng như thông qua video nhận định thị trường của em thì anh chị mà em nhà mình sẽ có thêm những góc nhìn về thị trường và có thêm những chiến lược phù hợp để tham gia đầu tư với thị trường chứng khoán trong những ngày sắp tới. Anh chị em tham gia video của em thì giúp cho em những lượt like lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh anh chị nha. Và nếu anh chị em nhà mình thấy video của em Thủy hữu ích thì anh chị đừng quên là comment những trái tim màu tím ở phần bình luận anh chị nha. Và không thể để cho anh chị em nhà mình chờ lâu nữa. Ok, sau đây kính mời quý anh chị cùng nhìn về thị trường sau phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 30 tháng 1 năm 2024. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay thì điểm số của VN Index Tạm dừng chân ở mốc là 1.179.65 Và phiên ngày hôm nay Đã tăng được là 3.96 điểm Tương đương với 0.34% Với mốc thanh khoản ngày hôm nay VN Index đạt được Đó là 13 mươi 17 tỷ Nhà đầu tư nước ngoài Trong phiên ngày hôm nay Thì buổi sáng Phiên buổi sáng thì nhà đầu tư nước ngoài Có xu hướng là bán ra nhiều hơn đó Và trong phiên chiều ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài lại quay lại à, mua dòng anh chị ha với cái tỷ trọng là 128,12 tỷ. Ok, à, như vậy à, chúng ta cùng nhìn qua à, những cái điểm số của thị trường một chút cụ thể. À, ngày hôm nay à, với à, mốc đồng đến là sáu 65 à, anh chị em chúng ta cũng thấy là một cái điều tích cực ở trên thị trường. Cụ thể đó là sắc xanh đã lan tỏa ra khá nhiều các mã cũng như là các nhóm ngành ở trên thị trường. Và hiện tại thì có thị trường có là 266 mã tanh, uh, 179, uh, 174 mã đỏ và 112 mã ở mốc tham chiếu. Thị trường ngày hôm nay uh, được những cái mã đó là uh, tích cực uh, hàng đầu. Phải kể đến đó là uh, VIS, SSI, STB, HSK, uh, PDR, TCH Uh, Novaland, Dg, VND, VRE. Uh, nhóm công nghiệp thì có PC1, CII, Gex, VCG, VSC, HBC, HHV, LCG. đó là những mã tích cực ở trong uh, nhóm công nghiệp. Rồi Nhóm uh, vật liệu cơ bản thì bao gồm là có Thép hoa sen, Thép năm kim, uh, VPG, KSB, GVR. đó là nhóm vật liệu cơ bản. Uh, rồi hàng tiêu dùng thì có DABACO, HAG, uh, HHS, DRC, PAN à, Rồi tiếp theo à, Đến những cái nhóm à, Bán lẻ như là MWG Đó à, Nhóm năng lượng thì có PAU Rồi dầu khí thì có PVD à, Tác động đến Thị trường à, điểm số của Index ngày hôm nay à, Trong chiều tích cực Thì à, quý anh chị chúng ta có thể à, Nhìn thấy đó là đứng đầu đó là BCM tiếp theo đó là GVR HDB MWG OCB VHM VGC và MN và trong chiều ngược lại đó là tích cực sau đó là đến cái sự giảm điểm cũng như cái sự điều chỉnh trong cái phiên sáng đó mà đến với những cái mã cụ thể như là BID, Vietcombank, SAB, CTG, PGV, GAS, VPBank và FPT. Chúng ta cùng nhìn qua về bên khối nhà đầu tư nước ngoài. Thì ngày hôm nay trong phiên buổi sáng thì nhà đầu tư ngoài nước ngoài họ có xu hướng là bán ra nhiều hơn. Nhưng tuy nhiên trong cái phiên chiều thì nhà đầu tư nước ngoài họ đã quay lại là mua dòng với tỷ trọng đó là 128,12 tỷ. À, tập trung vào những cái mã như là STB, PC1, HSG, PDR, BCM, VCG và KSB. Đó là những mã mà được nhà đầu tư nước ngoài trong cái phiên chiều ngày hôm nay họ tích cực là mua nhiều. À, bên cạnh đó còn những cái mã mà nhà đầu tư nước ngoài họ bán ra nhiều đó là VRE, là nhiều nhất à, Với cái tỷ trọng là 141,25 tỷ KDC là 106 tỷ Và Vinamilk à, 81,82 tỷ Tuy nhiên à, tổng khối lượng là Bán ra vẫn thấp hơn là khối lượng mua vào Vì thế à, à, Kết thúc phiên ngày hôm nay Với cái tỷ trọng đó là à, Mua dòng, nhà đầu tư khối ngoại là mua dòng Với cái tỷ trọng là 128,12 tỷ Anh chị ha Ok chúng ta cùng đến với À, sự uh, tích cực về uh, những, uh, những cái mã cổ phiếu mà uh, tổng khối lượng giao dịch trong ngày hôm nay uh, đứng đầu và uh, phải kể đến đó là PC1 uh, với tổng khối lượng giao dịch trong ngày hôm nay là hơn 20 triệu cổ phiếu. Tiếp theo đó là HPG với tổng khối lượng giao dịch đó là 17.529.200 cổ phiếu. Tuy nhiên, HPG ngày hôm nay trong cái phiên sáng là đã bị điều chỉnh. Và phiên chiều nó cũng đã lấy lại được cái mốc tham chiếu của mình tiếp theo đó đó là SHB và cũng tương tự như là HPG, SHB à, trong buổi sáng là cũng bị điều chỉnh một chút sau đó là đến viên chiều là cũng à, lấy lại được cái mốc tham chiếu của mình với cái tổng khối lượng giao dịch ngày hôm nay của SHB đã đạt được cái trên 17 triệu cổ phiếu à, và MB Bank Ngân hàng Quân đội thì à, đến à, kết phiên ngày hôm nay Ngân hàng Quân đội vẫn bị à, điều chỉnh nhẹ à, đâu đó là ông không phải à, 23 nó bị giảm với tổng khối lượng giao dịch đó là 14 triệu 352.700 cổ phiếu tiếp theo đó là đến từ mã chứng khoán VIS đã tăng được là 0,87% với tổng khối lượng là trên 14 triệu cổ DABACO Ba tăng được là 3,85% rất tích cực anh chị ạ. À? cũng với tổng khối lượng là hơn 13 triệu cổ phiếu rồi đến mã chứng khoán SSI tăng được 0,59% với tổng khối lượng là gần 12 triệu cổ phiếu. Rồi SH à, STB à, ngân hàng Sài Gòn Thương Tín à, tăng được 1,15% với tổng khối lượng giao dịch đó là 11 triệu 432.400 cổ phiếu. Tiếp theo à, đó là PDR. Đó, tăng được 0,89%. Với tổng khối lượng giao dịch à đó là 9.841.000 cổ phiếu anh chị ha. À? Tiếp theo mời quý anh chị à, chúng ta nhìn sang phía nhà đầu tư nước ngoài trong ngày hôm nay họ đã mua vào nhiều ở những mã cổ phiếu nào nhá. Ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài họ tập trung mua nhiều vào ở những cái mã cổ phiếu như là STB, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín với tổng khối lượng là 11.432.400 cổ phiếu. Đó và đã giúp cho STB ngày hôm nay tăng được là 1.15%. Sau đó là pc Đó, với tổng khối lượng là hơn 20 triệu cổ phiếu và pc cũng tăng được 6,77% anh chị ha. Sau đó là đến uh, K uh, BCM với tổng khối lượng là đó là hơn 1,7 triệu cổ phiếu và BCM cũng tăng được 5,15%. À, tiếp theo đó là KSB là với tổng khối lượng là hơn 4,4 triệu cổ phiếu tăng được là 4,83%. Ok, tiếp theo kính mời quý anh chị, chúng ta cùng điểm qua À, những cái nhóm ngành đó và trước tiên chúng ta cũng đến với nhóm hàng tiêu dùng thì trong cái nhóm hàng tiêu dùng đó top cổ phiếu là với tổng khối lượng giao dịch như là tích cực ngày hôm nay cũng như là đem lại được cái sắc xanh trong cái nhóm hàng nhóm hàng tiêu dùng thì bao gồm có là đa ba cô với tổng khối lượng là trên 13 triệu cổ thì đã tăng được 3,85% tiếp theo là HAG HHS TNG SBT PAN LSS và BIF đó là những cái mã cổ phiếu tích cực trong nhóm hàng tiêu dùng tiếp theo chúng ta cùng đến nó, nhóm vật liệu cơ bản thì những cái cổ phiếu đứng đầu với tổng khối lượng giao dịch cũng như là đem lại sự tích cực cho nhóm vật liệu cơ bản thì là có HPG với tổng khối lượng giao dịch là trên 17 trên 17 triệu 500 nghìn cổ tuy nhiên HPG thì à, à, cuối phiên ngày hôm nay mặc dù là buổi sáng nó đã bị điều chỉnh, thế nhưng mà đến phiên chiều thì cũng đã lấy lại được cái 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 mốc tham chiếu của mình. À, tiếp theo đó là à, HSG, thép hoa Sen, rồi thép Nam Kim, KSB, rồi GVR, à, Pom và TNT. Đó là những mã cổ phiếu giữ được cái sắc xanh của mình à, tích cực trong cái phiên chiều ngày hôm nay, anh chị nha. À, tiếp theo, mời quý anh chị chúng ta cùng đến với nhóm À, tài chính Thì à, đứng đầu Ở nhóm tài chính Với cái tổng khối lượng giao dịch Đó là SHB à, Tiếp theo à, Lại đến à, VIS SSI, STB PDR, TCH à, Novaland DIG VND VRE Và OCB Đó là những mã cổ phiếu ngày hôm nay à, Tích cực à, Duy chỉ có là SHB Thì là vẫn ở mốc tam chiếu Mặc dù tổng khối lượng giao dịch là, là lớn nhất à, Qua những cái nhóm ngành vừa rồi thì có thể quý vị anh chị em nhìn thấy cái nhóm tài chính này có vẻ như là tích cực nó rất tích cực hơn những cái nhóm ngành khác nó sắc xanh rất là nhiều rồi đến nhóm dịch vụ tiêu dùng thì top cổ phiếu đứng đầu là MVKG ngày hôm nay thì MVKG cũng đã tăng được là 1,79% kèm với cái tổng khối lượng giao dịch là hơn 7 triệu cổ phiếu rồi tiếp theo những mã cổ phiếu là tích cực mà mang lại cái sắc xanh ngày hôm nay À, sau M với cấp G đó là DCG rồi FRT HVN à uh, PET HTP. Đó đó là những mã cổ phiếu là giữ sức xanh bên cạnh đó là có là LMH AST. Ok, à, chúng ta cũng đến nhóm Viễn thông. Thì ngày hôm nay nhóm Viễn thông cũng uh, cho thấy cái sự tích cực của mình khi tăng được 1,13%. Đó, gồm uh, những cái mã uh, FOX này. À, à, FOC đó là hai cái mã à, tích cực nhất trong cái nhóm viễn thông rồi đến, đến nhóm ngành công nghiệp anh chị ạ thì nhóm ngành công nghiệp à, đứng đầu với cái giao dịch lớn cũng à, cũng như là cái sự tăng điểm mạnh mẽ à, đến đến từ cái mã cổ phiếu đó là PC1 với tổng khối lượng giao dịch có lẽ là lớn nhất ngày hôm nay là hơn 20 triệu cổ phiếu với cái mức tăng điểm là 6,77% rất là cao đó. À, tiếp theo đó là CII Gage Uh, VCG, VSC, rồi là HBC, đó, HAV, uh, uh, HUT, LCG, uh, CC1 và DTD, đó là những cái mã mà tích cực ở trong nhóm công nghiệp và nhóm công nghiệp và cũng cho thấy cái sự tích cực của mình không kém gì bên nhóm tài chính anh à, chị nhà cũng cho thấy được sắc xanh rất là tích cực và tổng cả cái nhóm ngành công nghiệp thì là tăng được 1,26% rồi nhưng cũng như là bên nhóm y tế, nhóm y tế thì à, tích cực tuy, tuy nhiên là không tăng được nhiều, cũng chỉ có được là 0,08%. À, rồi đến các, các nhóm là các dịch vụ hạ tầng thì top cổ phiếu trong cái nhóm mà các dịch vụ hạ tầng thì đứng đầu là bao gồm là Pao, à, NT2, TTA, à, GEG, à, CNG, đó là những mã cổ phiếu tích cực nó với cái khu, khối lượng giao dịch lớn ở trong à, cái nhóm mà các dịch vụ hạ tầng. Tuy nhiên, các cái nhóm các dịch vụ hạ tầng thì cũng không tăng được nhiều, chỉ có 0,03%. Rồi đến nhóm dầu khí. Nhóm dầu khí thì đứng đầu với cái tổng khối lượng giao dịch đó là vẫn là PVD, rồi sau đó là PVS, BHL, PVC, oi PLX, PSH PVB, PPT. À, đó là những mã cổ phiếu tích cực trong cái nhóm dầu khí nhóm dầu khí ngày hôm nay à, hầu như là không bị điều chỉnh nhiều mà vẫn đự, đự, giữ được cái mốc tham chiếu và cái 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 điểm số xanh của mình Tuy nhiên cả cái nhóm dầu khí thì cũng chỉ tăng được là 0,35% rồi chúng ta cùng đến với nhóm công nghệ nhóm công nghệ ngày hôm nay thì là bị giảm mà trăm nó st8 ngày hôm nay đã bị giảm khá nhiều. Mặc dù cái tổng khối lượng giao dịch là lớn nhất bị nó cũng bị giảm. Rồi đến những cái mã tiếp theo là chỉ có là tham chiếu mới lại là bị giảm thôi. Chỉ có cái LC đó cái mã LC này, công nghệ viễn thông Elcom thì tăng được phần Rồi CMG tăng được phần trăm. Thế tuy nhiên cái sự tăng điểm của hai mã này không giúp cho được cái nhóm công nghệ này nó bứt phá lên mà vẫn bị giảm là 0 ,18%. Anh chị ạ. À? Ok, sau đây kính mời quý anh chị à, chúng ta cùng đến với những cái mã cổ phiếu và tích cực và tăng điểm trong ngày hôm nay anh chị ha. À, trước tiên chúng ta cùng đến với cái mã là PC1. Đó, ngày hôm nay thì à, như anh chị em chúng ta đã thấy là PC1 à, là một có một cái cây tăng điểm rất là tích cực và hiện tại là đóng đến ở cái mốc là 30.75. Đó, ngày hôm nay cũng có nhiều anh chị À, cũng có hỏi em đó là cái điểm mua của pc One ngày hôm nay thì em cũng đã tư vấn anh chị là à, hiện tại bây giờ cái pc One này chưa có điểm à, mua phù hợp. À, phiên sáng đó, phiên rủi sáng thì như là 30.4. Đó, em nhớ là 30.45. À anh chị ha, à, 30.45. Thế cho nên nếu như mà anh chị em chúng ta mà tham gia ở cái điểm như là hồi sáng này có hỏi thì là là, là anh chị em chúng ta mua đó, mua ở 30.45 thì bây giờ 30 75 thì mặc dù là cái tài khoản hiện tại xanh nhưng mà có thể trong những phiên tới nếu như mà khi Pi bị điều chỉnh à, như em đã nói là sẽ chờ Pi về điều chỉnh về quanh cái vùng là 29 à, cho đến 29.3 à, thì anh chị em chúng ta có thể là mua mới thế nếu mà mua ngày hôm nay là 34 năm, um, thế khi mà PC1 bị điều chỉnh xuống thì khả năng rất là cao là anh chị em chúng ta là cái vị thế nó sẽ là không đẹp. Chính vì thế mà à, anh chị em chúng ta nên chờ đợi cái điểm mua khi mới tham gia, Mua à, tham gia mua mới của cái mã PC 1 nha anh chị nha. Rồi OK tiếp theo thì à, chúng ta cũng đến với cái mã cổ phiếu nữa, nó HPG. HPG ngày hôm nay à, trong à, phiên sáng thì à, cũng à, bị điều chỉnh à, từ đâu đó là về tầm 27.85 đó trong cái sáng ngày hôm nay thì cái mốc 27.85 đó thì là là cái một cái mốc có thể anh chị em chúng ta là tham gia mua mới rất an toàn anh chị <laughs> bởi hiện tại là nó đã chạm cái hỗ trợ à, hỗ trợ cứng của cái HPG trong khung đồ thị H1 à, như anh chị em chúng ta thấy là 27 27.85 đó nó là ở cái điểm này thì nó đang được cái hỗ trợ của cái dao găm. Đó. Thì anh chị em chúng ta thấy rằng gì? Nó chạm đến dao găm, rút chân lên liền. Đó là cho thấy cái sự hiệu quả và kỳ diệu của cái dao găm đúng không anh chị? Đó. Đây như anh chị em chúng ta thấy đây, nhìn về quá khứ một chút. Đây, HPG Nó điều chỉnh về chạm dao găm, đúng không? Lại kéo chân lên. Và đây, để mà phá vỡ cái dao găm này ấy thì này phải tốn rất nhiều thời gian và rất là nhiều phiên anh chị nha thì mới có thể phá vỡ đi được nhưng phá vỡ được kể cả có gãy rau găm thì nó vẫn test lại anh chị thấy không đây cái như cái phiên ngày 18 tháng 1 nhá nó cắt qua rau găm thế nhưng mà đến cái cái phiên tiếp theo đó Nó đến cái 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 thời gian tiếp theo là nó lại tiếp tục à. test lại anh chị thấy không nên là cái sự kỳ rượu của giao cam khi à, anh chị em chúng ta tham gia những cái tín hiệu à, chiến lược mua bán à, cũng như là à, theo cái chiến lược giải ngân nhưng từng cái mã cổ phiếu và em đã tín hiệu ở trong zoom thì anh chị hoàn toàn là có thể yên tâm và đặc biệt à, anh chị em chúng ta nếu những ai mà à, chưa có uh, người hỗ trợ hoặc là à, muốn về một cái zoom cụ thể là zoom em để em được cái là tư vấn cũng như là hỗ trợ anh chị em nhà mình thì anh chị em chúng ta có thể là quét cái mã zalo trên màn hình đó hoặc là cái đường link zalo em ghim dưới cái phần bình luận anh chị nha để anh chị em chúng ta là về với zoom của em xuân thủy thì để sẽ nhận được cái những tín hiệu trong thời gian tới tham gia ở những mã cổ phiếu như là khi cái mã cổ phiếu đó về những cái điểm mua rất là phù hợp mà kỳ vọng là sẽ cho anh chị em nhà mình những cái lợi nhuận tối ưu anh chị ha ok tiếp theo kính mời quý anh chị chúng ta được cùng đến cái mã tích cực của ngày hôm nay nữa đó là cái mã ngân hàng SHB với cái khối tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 17 triệu cổ. Thì tuy nhiên là SHB ngày hôm nay là cũng ở cái mốc tham chiếu cũng giống như là HPG thôi. Chúng ta cùng qua cái SHB. Đó SHB ngày hôm nay à như anh chị đã thấy là một cái cây nến uh, uh, Doji Star anh chị ha. Đó tham chiếu và không tăng không giảm. À, ngày hôm nay thì với cái 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 sự biến động của cái mã cổ phiếu này thì như vậy thì là vẫn chưa cho anh chị em chúng ta cái điểm mua hợp lý. nó cái điểm mua hợp lý của cái mã SP, uh, SHB này ấy, thì khi nó điều chỉnh về đây như em nói là là ít nhất nó phải về là 12. Đó à, anh chị ạ, 12 hoặc là càng gần cái cái mốc đó là tám uh, thì là nó lại càng yên tâm, Lại càng là là, là an toàn anh chị ha. À, ok. À, chúng ta cùng đến một cái mã cổ phiếu nữa à, sau à, SHB đó là MB Bank. Thế MB Bank ngày hôm nay mặc dù là tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 14 triệu cổ, thế tuy nhiên là MB Bank lại bị điều chỉnh là giảm là 0,23%. Đó, MB Bank, ngân hàng quân đội. Thế thì như anh chị em chúng ta đã thấy rằng là à, đối với MB Bank, à, đây, anh chị đã thấy này, sau những cái cây tăng, một cây tăng, hai cây tăng mạnh mẽ, à, thì là sau những cây tăng mạnh mẽ này nó sẽ có cái sự là điều chỉnh mặc dù là banh đã vào sóng anh chị nhé. nó tăng nó tăng lên mấy cái độ không nhiều giờ vào vào có một, một, một phiên điều chỉnh trước khi bật tăng đó. thì sau khi bật tăng này nó lại có một phiên điều chỉnh đó rồi tăng nhẹ đó khi sau hai cái cây tăng của của nó nó lại tiếp tục à, sẽ có những cái phiên điều chỉnh rung à, lắc thì à, mở bê banh đây hiện tại thì nó đang đi trong cái biên này đó như anh chị thấy thì khả năng à, trong cái thời gian tiếp theo thì mb bay nó cũng sẽ là là rung lắc được một hai ba phiên nữa đó theo cái 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 góc nhìn kỹ thuật của em à, ba phiên nữa ba bốn phiên nữa khả năng là hết tuần này thì nếu như mà nó bật tăng thì mới có thể là là tiếp tục cái sức mạnh của nó là bật tăng được anh chị nhá đó thế cho nên là tại sao mà ngày hôm nay mới bay bị điều chỉnh nó điều chỉnh là bởi bởi vì là nó đã tăng trước rồi anh chị nhá nó đang tăng trước rồi thì bây giờ nó điều chỉnh đó nó điều chỉnh rồi thì đến khi mà nó điều chỉnh xong đó nó về đây về nếu như nó về đến cái vùng loại 21.6 anh chị nha hoặc là 21.7 thì theo góc nhìn kỹ thuật của em là chắc chắn là nó cũng sẽ lại tiếp tục là tăng lên thôi anh chị nha ok chúng ta cũng đến một cái mã cổ phiếu sau MB Bank đó là mã chứng khoán Vis à, Vis ngày hôm nay với tổng khối lượng giao dịch là hơn 14 triệu cổ và cũng đã À, cho thấy được cái sắc xanh tích cực của mình là tăng được 0,87%. Viz đó rồi à, ok thì anh chị em chúng ta đã thấy rằng là gì à, à, mặc dù là ngày hôm nay là cái phiên trước nó cắt qua cái hỗ trợ của nó ngày hôm nay cũng một lần nữa nhúng qua thế nhưng mà rất là tích cực là bởi vì Viz cũng đã đóng đến bên trên được cái hỗ trợ của nó là cái mốc là 12 hai, à, à, xin lỗi 17.2 17.3 đó anh chị ha mặc dù là nó chưa phá được cái cái biên đi ngang của nó nó là cái này đó là anh chị thấy cái mã vis vậy thì để cho cái mã vis cũng như là cái nhóm trứng à, nhóm trứng là nó có thể là tăng mạnh được nữa anh chị ha thì nó cũng phải là tích lũy anh chị nha tích lũy chứ không là 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 nó chưa có một cái tín hiệu gì để khẳng định được rằng là là cái nhóm chứng khoán mà cụ thể như là cái mã vix này nó nó sẽ tăng mạnh được là như những cái phiên ngày là 20 11 năm 2023 là 2023 này hoặc là cái phiên mùng 4 tháng 12 này đó. Thì bắt buộc là nó phải tích lũy đã. Bởi vì sao về cái thời gian trước nó đó, thời gian trước nó là rất là mất cân bằng. Đi anh anh chị em thấy là ở cái cái nền hỗ trợ của nó là 16.3 trở lên thì nó đã mất cân bằng cái khu thời gian này này, đây này nó bị mất cân bằng nha anh chị nhé, đây, đấy và bây giờ nó đang lấy lại ở cái nền cân bằng của nó anh chị ha, thì nó mới có thể là tiếp tục và tăng được khi đã mất cân bằng mất cân bằng trong một cái thời gian đó nó tương đối là là dài thì nó cũng phải mất cái thời gian tương đương như vậy để lấy lại cái cái sự cân bằng của nó trước khi nó có cái tín hiệu tăng anh chị ha À, ok, chúng ta cùng đến với cái mã chứng khoán nữa. Đó. À, sau VIX, đó là đến mã Dabaco. Dabaco ngày hôm nay với cái tổng khối lượng giao dịch đó là hơn 13 triệu cổ và tăng được 3,85%. Đó, Dabaco ngày hôm nay à, có thể, có thể là thị trường cuối năm. Nó Dabaco là bên ngành sản xuất thịt lợn anh chị ha. Thì là cũng đã có cái sự tích cực của mình trong cụ thể là trong phiên ngày hôm nay, tăng đó. Và trong cái khung đồ thị H1 à như anh chị đã thấy. Arabaco à, tăng à, trong cái phiên chiều ngày hôm nay đã vượt qua được à, cái cản giao găm đó là 23 à 26.3, 6.7, à 26.4 anh chị nhá. 26 3 26 4 và đóng nến ở 27. Đó. Trong khung đồ thị daily thì à, như anh chị em đã thấy rằng là mặc dù nó cái phiên ngày hôm nay nó là cái phiên tăng à, rất là tốt à, của Arabaco. Đây. Thế tuy nhiên Đa Dabaco là những cái phiên tiếp theo Nó vẫn phải giữ được à, Cái sự tích cực của nó Và giữ được trên cái vùng giá Đó là 26.4 Anh chị nha Đấy Giữ được trên vùng giá 26.4 Thì nó những cái cơ hội bật tăng tiếp của nó Thì mới rõ rệt hơn Mới cụ thể hơn được nữa anh chị nha Và hiện tại nếu như anh chị em nào mà muốn à, Tham gia đầu tư vào cái à, mã Dabaco này Anh chị nha thì có thể là về mấy cái dùng của em đó bằng cách là quét mã Zalo hoặc là nhấp vào cái đường link em gắn ở trên phần bình luận để về với Zoom của em. cũng như là trong thời gian tới là cũng sẽ có những cái chiến lược tham gia đầu tư đối với cái mã Dabaco anh chị nha. Ok, sau đây chính mời quý anh chị chúng ta cùng đến một cái mã nữa. Cũng có một cái tổng khối lượng giao dịch khá lớn trong ngày hôm nay. Đó là sắp xỉ 12 triệu cổ, đó là mã chứng khoán SSI. Đó ok à, Như anh chị em chúng ta thấy là cái mã chứng khoán SSI Ờ à, đối với mã chứng khoán SSI Như anh chị em chúng ta thấy Rằng là SSI thì uh, Ngày hôm nay thì là tăng nhẹ Chưa phải là tăng nhiều Anh chị ạ Cũng như là những cái mã chứng khoán khác thôi Nó vẫn ở trong cái biên này của nó này Mặc dù là Cái trend của nó anh chị nhé Nó vẫn giữ được cái trend này Đây à, Sideway up phải không anh chị sideways up nó vậy thì nó phải là muốn tăng tiếp nó phải tiếp tục tích lũy và nếu như mà nó nén chặt càng chặt thì cái mức độ là bật tăng ở những cái phiên tới của nó là càng càng mạnh anh chị nhá thế phiên sau ví dụ là, là đây nó tiếp tục nó đi men theo cái mũi tên à, mũi tên em vẽ đây nó đi lên đi càng nhỏ thì đến à, những cái phiên sau nó mà ở trên cái vùng giá này thì khả năng nó sẽ có cái sự đột biến anh chị nhá đối với cái mã SSI đó. À, và một cái mã nữa đó là STB, ngày hôm nay là cũng uh, cái khối lượng giao dịch tổng khối lượng giao dịch là trên 11 triệu cổ. À, chúng ta cùng đến với cái mã STB. Đó, STB ngày hôm nay thì uh, như anh chị em chúng ta đã thấy rằng là cái tăng được là uh, 1,15%. Đó, 1,15%. STB cũng là một cái mã ngân hàng uh, thương mại. Đó, sóng banh. Thì ngân hàng thương mại thì bây giờ đây anh chị anh chị này cái ngày 24 tháng 1 thì STB đã tăng được cái, cái mốc cao nhất của nó là 31.2 đó. sau đó là lên cái bởi sao lên cái cái vùng 31.2 này này đó thì STB là nó sẽ bị chốt lời anh chị nhé cộng cái lượng hàng ở trên này nó xả xuống thì STB à, ngày hôm đó là lại là đóng đến là cái mốc là 30.75 đó 30.7 30.75 thì ngày hôm nay mặc dù là STB cho thấy cái điều sự tích cực của nó là vẫn là giữ được cái trend, nó anh chị thấy không? vẫn giữ được cái trend đấy, bởi vì là banh đã vào sóng mà, đây vẫn giữ được cái trend của nó này, nó. Thế nhưng mà khi muốn vào sóng chứ không phải là bất kỳ một cái mã nào cụ thể như cái mã banh này cứ vào cứ phải là vào sóng mà nó tăng ẻo lên, không phải anh chị nhá. Đây như cái cú tăng như thế này, nó vượt qua được cái cản do à, gam của nó. nó, cho thấy là rất rất là tích cực rồi và để nó quyết tâm vượt qua cản thì nó phải phải tăng mạnh. Thì khi tăng qua nó phải à, à, phải phải tích lũy và xác nhận lại à, cái cái cản nó vượt qua và sau đó mới tăng tiếp. là 1 2 3 4, 4 phiên. Tính cả cái phiên vượt qua là 5. Đó. Sau 4 phiên sau, khi nó khi nó test lại thành công nhé, đây cái phiên này nó đóng nến ở bên trên cái cái hỗ trợ dao găm này thì thành công rồi thì nó mới tiếp tục nó tăng. Đó, anh chị tiếp tục nó tăng. Vậy thì tăng 1 2 3 4 mặc dù cái phiên này là cái phiên là là, là 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 điều chỉnh này đó, thế nhưng mà nó lại tăng tăng lên thì bây giờ cái phiên này mặc dù trong phiên nó tăng lên cao đây là 30, 31 thế nhưng mà cuối phiên nó lại đóng đến thấp, phiên ngày hôm sau cũng vậy và cái phiên ngày hôm qua anh chị ạ, à? phiên ngày hôm qua thì là bắt đầu là là nó có sự trứng lại rồi không 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 điều chỉnh nữa và ngày hôm nay đã bật tăng, vậy thì có thể những phiên tới tiếp theo tiếp tục sẽ là một cái phiên tăng điểm đó và phiên ngày mai có thể là STB tiếp tục à, theo cái đà hưng phấn của mình lại tiếp tục tăng lên. Đó, tăng lên đâu đó là cái vùng à, trong ngày mai kỳ vọng nó sẽ lên được cái tầm 31 hoặc là hơn anh chị nhá. Đối với mã STB. Đó. Vậy thì xét về trong cái dài hạn hơn thì STB. Đó, anh chị thấy không? STB nó vẫn giữ được cái trend của mình rất là là tích cực kể cả là trong dài hạn này, trung hạn này và ngắn hạn. Đó thì cái mã STB này anh chị em chúng ta đang nắm giữ thì à uh, tiếp tục nắm giữ và nâng chặn lãi của mình lên. Anh chị ha. À? Thì cũng như là ngày hôm nay cũng có một số à uh, ngày hôm nay với ngày hôm qua, một số anh chị em có hỏi là uh, cái mã STB này có mua mới được không? Thì em cũng à uh, cho một cái điểm là khi nào về uh, cái mã STB nó về tầm 30.2. 30.2 đến 30.4, 30.3 anh hiểu à? Cụ thể 30.2, 30.3 thì uh, anh chị có thể là tham gia một phần để à những anh chị nào chưa có cái mã banh thì có thể tham gia được cái mã stb đó thì đấy nếu với ngày hôm nay anh chị em tham gia cái mã ba 3 ba đúng không ạ thì là trong phiên thì cũng đã được là không uh, không phẩy bốn gần nửa giá rồi đối với mã stb rồi nó là uh, có một cái vị thế rất là là, là, là tốt rồi anh ạ à? rồi ok đó là những mã banh uh, những, những mã cổ phiếu ngày hôm nay nó có cái sự uh, uh, tích cực đó. nó giao dịch với cái số khí lượng cổ phiếu uh, tương đối là là lớn thì em sẽ phân tích qua và bây giờ kính mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái điểm số của VN Index và nhận định xu hướng ở thị trường trong những phiên tiếp theo anh chị nha trước tiên kính mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái khung khung phân tích kỹ thuật khung daily của VN Index đó thì đây tính từ cái phiên VN Index phá vỡ được cái cái vùng cản là 1137 trong ngắn hạn đây cho đến đến phiên ngày hôm nay anh chị ạ. À? hôm nay. Thì như anh chị em chúng ta đã thấy rằng là VN Index vẫn giữ được cái trend của mình. Nó mặc dù là sự điều chỉnh à, trong cái tuần trước ấy, là thực sự là cần thiết. Đó. Nó phải có điều chỉnh anh chị nhá. À? Nó tăng mãi là vẫn phải có điều chỉnh trước khi muốn tăng tiếp được. Đây. Là đến cái phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua thì đóng đến nó cũng quanh mốc tham chiếu cũng như là cái phiên ngày hôm kia. À cái phiên là tuần trước đóng đến anh chị ạ, à? mặc dù tăng ở à, phiên ngày hôm qua thì là ông nói đến nó quanh mốc tâm chiếu và phiên ngày hôm nay. Đó. Phiên ngày hôm qua là gọi là sideways thôi, phiên hôm trước là sideways thôi, phiên ngày hôm nay là tăng. Đó. Tăng gần 4 điểm anh chị ha. À? Hôm nay VN Index đã tăng được cụ thể là 3,96 điểm. nó gần 4 điểm. Đó và cũng như là trong cái phiên trưa em cũng đã nhận định rằng là à, buổi chiều ngày hôm nay, mặc dù là buổi uh, sáng anh chị nhé. buổi sáng này. Anh chị thấy này VN Index này nó bị điều chỉnh về sâu nhất đấy, nó là quanh cái vùng là bốn cơ sâu nhất là 114. Đó. Thế Thì khi nó điều chỉnh về sâu thế này à, trong một phiên giờ trưa, à, trưa ngày hôm nay ấy, em có live trực tiếp và em cũng có nhận định rằng là khả năng cao trong uh, phiên chiều thì vn index nếu như nó vượt qua được nhé, đây là em vn phân tích vượt qua được cái vùng là 1177 thì khả năng cao là vn index sẽ đóng đến trên cái vùng là 1178. Đó thì đó là cái sự tích cực của vn index. Thế nhưng mà nó lại đóng đến vượt kỳ vọng đó là một bảy chín anh chị nha đó em nhận định là Đông đến một bảy tám cơ thế nhưng mà Đông đông đến lại là một bảy chín đó cũng như là anh chị em trong cái phiên live của em ngày hôm nay là cũng đã hỏi cái là cái mã nam kim đó mã nam kim là các có mua được mới được không cái mã nam kim ngày hôm nay thì đó anh chị em có hỏi trong em cái giờ live chưa thì em cũng đã là là nói là mã nam kim anh chị có thể là mua ở cái nền cái mốc giá là 24.5 năm nói thì đúng ngày hôm nay Kể cả phiên chiều. Nam Kim cũng là neo ở cái mốc giá là 24.5. Thì buổi trưa nay em bảo là mua tham gia mua mới ở cái mã Nam Kim này là cái mốc 24 24.5. Thì khả năng đến cuối phiên Nam Kim sẽ đóng đến ở cái mốc 25. Thì anh chị là đã có được nửa giá ở trong phiên rồi. Và hoàn toàn chính xác như là đóng đến ngày hôm nay thì Nam Kim cũng là ở mốc 25. Đó. Mua ở 24.5 và đóng đến mốc 25, nó cũng là trùng hợp và rất đúng với cái nhận định của em ở trong cái phiên trưa anh chị nhá. Và cái phiên đóng nến buổi chiều thì đúng là như vậy. Rồi ok, chúng ta cùng quay lại với cái chỉ số của VN Index. cùng nhìn về cái chỉ số của của VN Index thì khi mà đóng nến ở trên cây mốc là 1179.65 như bây giờ. Thì sang ngày mai. Đó, sang ngày mai anh chị nhé trong buổi sáng ngày mai. Thì trong cái khung đồ thị 15 phút. Đó, VN Index lại xuất hiện cái trạng thái là khách sạn và cũng có thể là À, VN-Index sẽ bị điều chỉnh về anh chị nhá, quanh cái vùng đó là 1177 hoặc uh, sâu hơn một chút nữa là 1176. Anh chị nhá, trong cái uh, phiên sáng ngày mai. Đó, thế còn uh, xu hướng tiếp theo của VN-Index là uh, khi nó trong uh, uh, ngày mai hãy điều chỉnh về về cái mốc ở quanh cái vùng à, nhưng theo khả năng nhận định của em thì uh, VN-Index sẽ điều chỉnh về đâu đó là quanh uh, trước tiên là 1178. Đó, sau đó là 1177 sau đó lại là bật tăng thôi. đó. còn những cái phiên tiếp theo, đó. Là khả năng nếu như ngày mai, anh chị nhá, ngày mai mà vn index tiếp tục đóng đến giữ được cái nền giá là 11 từ 117 từ 1177 trở lên, anh chị nhá. trong ngày mai, nếu mà giữ được một cái mốc 1177 trở lên, thì trong những phiên tiếp theo thì vn index hoàn toàn có thể là hướng đến những cái vùng đỉnh cũ, đó là 1180 hoặc cao hơn là là 1185. Đó. 1185 hoặc là 1190 anh chị ha. Đó trong những phiên tiếp theo. Và trong những cái chiến lược đầu tư của trên thị trường cũng như là những cái mã chứng khoán anh chị em chúng ta mà chưa có người đồng hành Người hỗ trợ thì hãy về với đội của em Xuân Thủy, về với Zoom Zalo của em. Thì anh chị hãy nhấn vào cái nút cái cái đường link Zalo em đã ghim trên màn hình cũng như là quét cái mã QR trên màn hình đó để về với cái zoom Zalo của em. Và anh chị em ạ, tham gia xem video của em thì hãy ủng hộ em cũng như là cổ vỗ cái tinh thần của em bằng một nút like này, một nút share và một lượt đăng ký kênh anh chị nhá. Và dành tặng cho em những trái tim màu tím trong phần bình luận anh chị nhá và xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những phiên uh, video nhận định thị trường uh, trong những uh, buổi uh, buổi sau anh chị nha Và hiện tại <laughs> một lần nữa em xin cảm ơn quý anh chị đã uh, theo dõi video của em và hẹn gặp lại quý anh chị vào những phiên live giữa phiên hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần em sẽ live trực tiếp hỗ trợ anh chị em nhà mình vào khung giờ là giờ25 phút là buổi trưa cho đến là 12 giờ 30 đến 12 giờ 45 anh chị nha. Thì rất mong là quý anh chị cùng tham gia và theo dõi cái video nhận định thì thị trường live trực tiếp của em vào phiên trưa và cũng như là cái video phân tích thị trường vào 19 giờ tối hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu anh chị nha. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý anh chị trong những phiên tư vấn cũng như là hỗ trợ anh chị vào những phiên sau anh chị ha. À, xin chào tạm biệt quý anh chị.